Hôm nay mình lại cho lên sóng một số cái mẫu điện thoại mới về, mới cập nhật tại cửa hàng điện thoại Nguyễn Minh Châu Khang này. Những cái game sản phẩm mà họ bán chạy trong thời gian vừa qua này, lại lấy về hàng mình lại lấy về này. Hôm nay mình có một cái sản phẩm mới ra mắt của Oppo. Đấy, cái thành công của cái Oppo A12e hôm nay đấy thì mất chữ e mà nó tụt xuống còn A12 rồi. Siêu phẩm A12. Nói chung cái điện thoại này là nó không đến mức mà cao đảo trên thị trường, rầm rộ trên thị trường, nhưng mà nó cũng mang cái nó đánh vào cái thị hiếu của người dân, cái thành phần mà tầm trung. Nay mình xin tầm trung, giá thì cũng bình, giá rẻ thôi các bạn, 3 triệu, dưới 3 triệu, giá dưới 3 triệu, cũng trang bị RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Trên tay mình đây là sản phẩm màu đen nha, cái phiên bản màu đen đó. Tặng một cái ốp lưng. Mình từ cùng nhau khám phá xem cái điện thoại này nó có mang một cái dáng vẻ của dáng vẻ thượng thời như bây giờ không nhớ các bạn. Mặt lưng là bằng nhựa này, hai camera, vân tay, nó hơn cái Oppo A12e là cái vân tay. A12e nó giá nó 3 triệu 3, nhưng mà cái con này nó rẻ hơn, nhưng mà nó lại có cả vân tay đấy các bạn. Để mình lấy cái con A12e rồi xem mình so sánh xem nó có. Camera của con A12e này á thì là cái màn hình của nó là cái màn hình giống kiểu iPhone đó, là màn hình tai thỏ, cái vuông góc. Còn cái con A12e này là màn hình giọt nước các bạn, màn hình giọt nước. A12e thì là bộ nhớ là 64GB nha, nó hơn bộ nhớ 64GB, nhưng mà nó không có vân tay. Còn A12 không là nó có vân tay này các bạn. Đó, hai màn hình bằng nhau, nhưng một bên là màn hình giọt nước, một bên thì tai thỏ nha các bạn ơi. Chất lượng hình ảnh, nhưng mà xem chất lượng hình ảnh sáng hết cỡ xem. Màn hình của nó là cái màn hình phản quang. Màn hình này là cái màn hình thấp nhất của đời bây giờ rồi các bạn. Màn hình phản quang. Đây. Cái chất lượng camera của hai con này chắc là tương đối với nhau thôi, giống bằng nhau thôi. Cái này mình co bọc nó hơi mờ hơn tí. Chất lượng tương đối nhau. Cái ngoài này cái bọc niêm phong nó hơi mờ hơn tí. Đấy, hình ảnh này anh chị em là selfie là đủ rồi. Theo mình nghĩ là cái
Đi đi hình ảnh này là cả anh chị em selfie là ok đấy nha. Cài sẵn một số cái phần mềm. Oppo A12 kiểu máy phiên bản Android 6 Android 9 nha. Ô xử lý loại 8 nè. Ô xử lý này là chơi game được rồi này. RAM 3GB là chơi game mượt mà này. Garena chơi ầm ầm. Nói chung là vỏ bằng nhựa thôi. Sợ cái điện thoại thì của Oppo luôn là như thế. Vỏ bằng nhựa hết. Vỏ bằng nhựa này nó cho một cái giá thành nó tụt xuống rất là sâu. Cái vỏ bằng nhựa và cái vỏ bằng hợp kim là nó tăng cái điện thoại lên, giá trị điện thoại lên rất nhiều, nhưng mà nó giá thành cao, giá thành nó đẩy lên cao. Người bình dân khó cầm tới, nên cái ông này ông ấy rất là đi ông này đi theo thị hiếu khách hàng. Vỏ nó nhám nha. Vỏ thiết kế là cái vỏ khắc kim cương nhám, cái hình oval kim cương kẻ theo kiểu kim cương xước, nhựa xước nhám. 3 triệu, với cái giá 3 triệu, một con Oppo đời mới nhất A12, vân tay, cảm biến, camera, giọt nước, điện thoại này, bên điện thoại này là giá là dường như rẻ nhất của Oppo, như đời mới rẻ nhất của Oppo này. Rồi, chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cho mình một like và một chia sẻ nha các bạn. Chào các bạn.